đã. Yo. Quý vị, tại nhà một bàn rồi thắng thôi. Rồi đá rồi. Rồi rồi, mau. Ơ kìa, sút chậm nhở. Chùa, mẹ quả réo vậy đái á. Bruno Fernandes. Lên đi. Rồi em thấy ông bị đá rồi. Rồi. Chuyển như đạt. Mẹ và anh không biết đá đâu mà mình rất mẹ qua cả đường nước. Lại sút. Phải sót như ai chẳng biết đá rồi. Ơ, có anh cứ đợi, yêu thật. Anh bảy à? À, xoay người xuống. Quý đơ. Xin. Được kìa. Thế mà cũng trượt ạ. Cái tạo không thế rồi. Chuyện em anh ơi. Xin. Ơ kìa, I won. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Kai Havertz. Làm phát. Anh ta đã bắt được. Đây rồi. Wow. Quá hay. Và lắm tư đẹp của Werner. Chưa có tuổi của James. Kai Havertz. Havertz. Rất hay. Winner. Mount. Let's go. Bắt đầu chơi tài đầu đúng không?
phải bởi vì đội bóng này. Những pha phạt thuật khá đẹp mắt. Lại phải không? Và đó sẽ là cơ hội đá đâu. Lại bắt đầu xoạc. Chán rồi bắt đầu xoạc. Lít. Rồi ôi. Căng nét vào mặt. Đây là một pha bóng tốt. Đấy rồi. Nguyên thằng Noi ưu ghê nhở. Thẳng quá nhở. Ui. Đây là phát. Mình đã thành công. Và đây là cú sút. Ui. Dính vào ạ. Nguy hiểm. Sao đây? Lỗi ạ. Robert mày thế. Chịu éo. Bay thẳng đến vị trí này. Và đây là cú sút. Đây rồi. Ở kia. Thêm một vài nữa. Fikayo Tomori. Kai Havertz. Đây rồi. Bật tốc đi. Sóng gió đã nổi lên. Đó lại không vào. Wow. Mason Mount. Mason Mount. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Mount ơi. Tiến lên đi. Ai à? Pha di chuyển cực kỳ thông minh của Lewandowski. Lampard. Pha được bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Mất bóng trong vòng cấm. Bên. Trọng tài đã rất thẳng thừng với việc đưa ra một quả phạt đền, nhưng ông ấy lại chưa hề có ý muốn đưa ra một quả phạt đền cuối cùng phạm lỗi. Tự hồ sút bóng. Tôi nghĩ là cầu thủ này sẽ được chiếc thẻ vàng cảnh cáo nhưng không. Sút cực nhẹ và đáo đây. Thấy không? Và đây là cú sút. Đòn. Sóng gió tạm thời trôi qua. Kai Havertz.